Kính thưa các đại ca, thế thì phần lớn những anh em, những người làm nghề môi giới khi họ mới bước vào nghề và sau đó thì họ thấy chán nản. Lúc đầu thì rất là ham mê, rất là hăng say, rất là yêu và kỳ vọng rằng là mình sẽ đổi đời vì cái nghề này kiếm được nhiều tiền. Nên thấy nhiều anh em trong nghề kiếm hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng sau mỗi vụ giao dịch, thèm lắm, ngon lắm. Thế thì bao nhiêu hồ hởi, bao nhiêu đam mê. Thế nhưng mà sau 3 tháng bắt đầu tinh thần niềm đam mê bắt đầu nó vơi đi một nửa rồi, thế trong nửa năm mà bắt đầu bụng nó đói rồi, không kiếm được tiền là bắt đầu chán rồi, bảo mẹ tưởng cái nghề này ngon thế nào ai ngờ cũng khó nuốt lắm. Thế là câu chuyện đây là tại sao mà rất nhiều anh em môi giới mới đầu rất là yêu, rất hăng say, nhưng dần dà thời gian họ cuối cùng họ chuyển sang chán nản và thất bại với nghề. Thế thì câu chuyện ở đây là gì? Là chúng ta không có cái người đầu tiên, chúng ta không có người cái người hướng dẫn đúng cái phương pháp để cho các đại ca đi đúng con đường. Vì nếu như trong cái nghề này các đại ca đi sai con đường thì hậu quả là gì? Sẽ phải trả giá bằng rất nhiều tháng, rất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tiền chúng ta phải trả giá, nhưng kết quả thì nó vẫn bằng không. Anh em nhớ là nghề môi giới này nếu như chúng ta làm sai thì cái kết quả nó bằng không là chuyện rất bình thường. Nếu các bạn tiếp xúc đủ với nhiều môi giới, các bạn sẽ gặp được rất nhiều anh em 3 tháng, 6 tháng, 1 năm rồi, thậm chí không có đồng nào cả, không kiếm được, không bán được phát nào cả. Đó là chuyện rất bình thường trong nghề. Đấy, thứ nhất chúng ta không có con đường người hướng dẫn. Còn tất nhiên là nếu có người hướng dẫn đúng thì tốt rồi, chúng ta thành công rồi. Nhưng xin thưa anh chị em là người hướng dẫn thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Nhưng quan trọng cho chúng ta nhận thức được cái việc gì quan trọng để chúng ta làm. Thì cái sai lầm mà rất nhiều anh em môi giới khi chúng ta bước vào nghề chúng ta bị thất bại là do chúng ta không tập trung vào cái kỹ năng marketing và tìm kiếm khách hàng. Trong nghề môi giới bất động sản thì cái việc nâng cao kỹ năng kiến thức, rèn luyện phương pháp và lựa chọn được kênh marketing, lựa chọn được cái phương pháp marketing rồi chiến lược marketing phù hợp, nó cực kỳ quan trọng và nó dẫn đến, nó quyết định mọi thành bại trong nghề của các bạn nhé. Khi chúng ta có khách hàng thì mọi những kiến thức, những kỹ năng khác chúng ta sẽ được rèn luyện, chúng ta sẽ được nâng cao. Đó. Nếu các bạn bỏ qua cái kiến thức, cái chiến lược marketing thì vô hình chung là thứ nhất là chi phí để marketing chúng ta đến bị đắt. Cái thứ hai là chúng ta không hiệu quả. Cái thứ ba nữa là gì? Dần dần chúng ta có một ngày nó không có khách thì tự nhiên là người ta bảo là gì? Là không có khách thì nó cũng chán nản, nó sinh ra chán nản, nó sinh ra là không biết làm cái việc gì, cứ làm mãi những cái việc không hiệu quả. Còn việc chúng ta tập trung vào marketing thì chúng ta dần dần chúng ta có khách hàng, chúng ta thấy rằng là cái hàng ngày mình gặp được khách hàng, hàng ngày mình đưa khách đi xem, mình có cơ hội giao dịch, mình cảm thấy rằng công việc này có ý nghĩa. Còn nếu chúng ta cứ có rất nhiều sản phẩm ngon nhưng mà không có khách thì chúng ta dần dần chủ nhà họ có hỏi chúng ta cũng chả biết trả lời thế nào cả vì không có khách mà. Đó, cái câu chuyện ở đây là làm sao các bạn khi chúng ta bước vào nghề, cho dù các bạn có bao nhiêu tuổi, các bạn có mới đầu, các bạn ở đẳng cấp như thế nào, thì việc quan trọng nhất các bạn phải tập trung, phải định hướng và phải bắt buộc phải giỏi, đó là nâng cao kiến thức, kỹ năng marketing để tìm kiếm khách hàng. Và đấy là cái gốc của mọi sự thành bại của các bạn sau này. Và anh em nhớ là cho dù các bạn có như thế nào chăng nữa, bắt buộc các bạn phải giỏi kỹ năng marketing. Còn ông nào mà bảo rằng tôi lớn rồi, tôi kém về công nghệ, tôi thế này, tôi thế kia, trình bày lý do để chần chừ, không thực hiện, không giỏi cái việc marketing hàng ngày, thì chắc chắn là tôi khuyên thật các bạn là các bạn bỏ nghề đi. Đừng có làm môi giới nữa, không sống được đâu, không có thành công được với nghề này đâu. Cho dù các bạn có làm có bao lâu chăng nữa, các bạn vẫn không thành công được với nghề nha. Thì trừ khi các bạn vào một cái công ty ở đó họ thay mặt các bạn, họ tìm kiếm khách hàng, họ đưa cho các bạn, thì lúc đó bạn mới có cửa. Chứ còn nếu mà các bạn không có một đội nhóm hỗ trợ trong cái việc marketing thì các bạn xác định là đừng làm cái nghề này nữa, không thành được đâu nhá. Thì chúc cho anh chị em là nâng cao kỹ năng marketing thật tốt để có nhiều khách và có nhiều giao dịch hơn. Cảm ơn các đại ca rất là nhiều.